Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Nam chạy giữ huyệt ba như chim luôn. Từ Lê Duy Tân chạy về đây là thành phố Long Xuyên ha, 70 cây ha. Thì hôm nay mình sẽ tới cà phê shop Đồng Nam Mỹ của Quỳnh Thanh Dào ha. Đó, anh em chơi gu khu vực này là liên hệ với Dào. Ồ, Nghiêm chia cho em cái này là cưng lắm mới chia đó nha. Cái dòng tây gu này, cái lưỡi nó giống như lưỡi rắn nha các bạn, thấy không? Lưỡi nó giống tụi monitor, kỳ đà đồ đó, như lưỡi rắn nha. Có bà con xung quanh rồi, con nít đồ đi ngang rồi thấy đồ dạng dĩ gần gũi với tất cả mọi người luôn. Không sao, không sao. Ê! Anh thấy à? Không sao. Bình tĩnh. Hello, mình là Nam Ngô đây các bạn. Ok, tiếp tục chuyến đi thăm những anh em Igu ở An Giang, khu vực An Giang ha. Là mới vừa chạy ở Lê Duy Tân về đây luôn. Công nhận hôm nay mình chạy giữ huyệt ba như chim luôn. Từ Lê Duy Tân chạy về đây là thành phố Long Xuyên ha. Là cũng phải 6 mấy cây. Dạ đúng rồi, có 70 cây anh. 70 cây á. Thì hôm nay mình sẽ tới cà phê shop Đồng Nam Mỹ của Huỳnh Thanh Giàu ha. Đó, anh em chơi Igu khu vực này liên hệ với Giàu. Đây là chủ nhân Huỳnh Thanh Giàu ha, tưởng rất là bự con luôn. Ok, ê có cái ok đợi anh chút xíu, anh lấy cái áo Zalo kỷ niệm. Ồ, chó đốm đẹp quá, dễ thương quá. Chó bông đẹp ghê không? Ok, size này đặt riêng cho em luôn, bự con quá, 2XL. Ok anh, cảm ơn nhiều. Rồi anh em Zalo cái này mà. Ok các bạn, đem Igu ra ngoài lề đường luôn. Đó, số ở đây là bao dạng luôn ha. Vào nói giờ xe tăng đụng vô cũng không sợ nữa, không quản nữa. Ở đây xe cộ chạy coi như là đã luôn. Mấy bé này là mình ở đây mình làm hay sao em? Mấy bé này là em được anh em chia sẻ anh. Mấy bé ra chan này là cái sản phẩm mà để em làm cái nguyên liệu cho năm sau anh. Ồ nè, ra chan có bé ra chan luôn nè. Đem đậy nó chan. Đây, bé ra chan. Đó. Ra chan các bạn, blue ra chan. Này là hết hay là nó là ra chan đúng không anh? Ra chan luôn. Dạ. Nó chưa có kéo màu hết phần này đúng không? Dạ đúng rồi. Nè, trong đây nó vẫn có những cái sắc tố xanh dương chuẩn bị kéo màu nè các bạn. Mà đặc biệt á, là cái màu xanh ra chan nó giống như có ánh dạ quang vậy ha. Nhìn nó rất là độc luôn, rất là đẹp. Ồ, đẹp. Đẹp. Đang lột da xong là lớn thêm miếng nè. Màu xanh đẹp quá nè. Đó. Đây là bao dạng luôn. Thấy Giàu hay post hình lên mạng rồi mà. Đồ này là... bé này là nó trong bầy ruby, nhưng mà thực chất ra thì cái người mà lai tạo nó là anh Nghiêm á. Anh đang kêu em theo dõi coi là cái quá trình mà tiến triển màu của nó như thế nào. Bây giờ em chưa có biết được cái form màu của nó, cái bản màu của nó như thế nào anh. Cái này là tê nhưng mà ruby. Dạ đúng rồi, tê ruby. Đó, đẹp quá các bạn. Ồ, bé này đẹp quá. Nó sọt anh, có nghĩa là nó có gù sẵn luôn, nó có. Đây các bạn, còn baby mà gù nè. Gù mà bản gai rất tốt ha, bản gai rất là tốt luôn. Ồ, Nghiêm chia cho em cái này là cưng lắm mới chia đó nha. Đúng rồi. Này là dạng cưng mới chia đó. Không cưng là không chia. Trời ơi, nhỏ xíu mà cái gù mà bản gai chập bá luôn. Cái này không cần gồng cũng lên gù hả các bạn ha. Đó. Còn bé này là cô rồ hay gì? Chỉ là hibo thôi anh. Hibo thôi mà đỏ dữ vậy. Thôi mà cái màu tông màu nó thì theo em thì nó là hibo thôi. Dạ. Đó, đẹp. Cũng này của ai chia này? Dạ cũng toàn bộ cái chuồng này là của anh Nghiêm hết, chỉ có mấy con red nó nở sau á thì em bỏ vô chung thôi. Dạ. Nghiêm năm nay làm ra mấy màu đẹp quá. Dạ, đây là cũng là cái sản phẩm mà cực kỳ là đẹp của anh Nghiêm, anh chia lại cho em đây nè, là Candy Moon. Candy Moon 2T á bạn. Đúng rồi. T cộng T trừ phối nhau á. Đẹp chưa? Hàng đỉnh không á, cái chuồng này nhỏ mà có vỏ đó. Cái chuồng này là chuồng con cưng của em. Không sao. Ê! Ồ. Dạ. Không sao. Ôi trời. Ở đâu rồi? Anh thấy rồi, không sao. Bình tĩnh. Hay em đứng đó đi, để qua anh. Từ từ con. Làm nguy hiểm vậy. Ôi, hú hồn chim én. Mấy pha này ghê quá. Xem clip này đầu tư nha quý vị. Clip này đầu tư nha quý vị. Dạ mộ cười thôi chứ gung lắm, bạn mình cũng gung nữa, mình mộ gung đâu. Ồ, có con này màu đỏ phải nói là đỉnh cao luôn. Dạ, năm nay đó. Nghiêm làm được những con màu này rất là đẹp. Và phải nói là tinh thần phải là chia sẻ đó, mới chia với thường mấy hàng này là giếm lại chơi tiếp. Thực chất là cái bữa ốp ở Tây Ninh á, em xuống dưới chạy của anh Nghiêm em mê lắm. Nói chung là mê lắm. Em sẽ nói với anh Nghiêm là chắc chắn là em sẽ ôm tiền xuống dưới để quậy anh một chuyến. Nhưng mà có nghĩa là mấy con này là thực chất là tâm đắc của anh Nghiêm hết. Đúng rồi. Anh không có chia sẻ cho anh em nào hết á. Thì em đổ cái đường xa xuống này anh cũng thấy... thấy có nhiệt tình quá hả? Có nhiệt tình, thấy quyết tâm quá. Dạ. Hình như là sau cái buổi ốp Tây Ninh là em về xong em lại lên lại mà. Đúng rồi. Em lên lại mà. Đẹp ghê ha. Tươi. Đẹp không? Xuất sắc luôn. Đỉnh cao. Cái đầu nó có xám nè. Em có khẳng định với anh Nghiêm là từ hồi xưa tới bây giờ em nuôi 2 bộ á nha. Chưa có con nào nó đỏ vào cái tông con này mà ở cái xây này hết. Đúng rồi. Mà mấy cái vân đầu của nó anh thấy không? Nó đẹp. Những cái chi tiết này nó màu xám đẹp lên nè. Mấy cái chi tiết này nè, cái vân sọc của nó trong cái đường kẻ vân nó đẹp lắm. Đó. Nhưng mà bé này phải nói là cũng có gù sẵn luôn các bạn. Và bản gai cũng là rất là tốt ha. Hàng này là làm giống là đỉnh cao luôn. Đẹp, anh mới giờ anh tưởng cô rồ. Nhưng mà cô rồ lúc mà size này cũng chưa bằng nó luôn á. Nếu mà cô rồ đỏ lớn chút nữa nó đỏ hơn. Đực luôn. Đây anh Nghiêm cũng chia sẻ cho em cái con ruby này đó nè, con ruby cái. Toàn bộ đó là đực hết, chỉ có bé này là cái thôi. Đó, màu này cũng tươi nè các bạn, đang kéo màu từ từ lên ha. Kéo màu lên sẽ rất là đậm luôn. Và càng lớn cái mặt của con ruby đó, nó sẽ càng trắng. Đó, mình thì sẽ đỏ mà mặt sẽ càng trắng nha, trắng hồng nha. Xuất sắc. Nó đỏ tới từng cái ngón chân luôn các bạn ha. Quá trời đẹp. Dễ thương. Dạ, dễ thương. Ghê không? Nhìn như bánh da lợn em muốn bỏ vô miệng em. Anh thấy ở đây bé nào cũng béo ú hết á. Bé nào cũng rất là xuất sắc ha. Bé kia nhìn nó xám khá là gọi là nhìn nó như Thanos luôn á. Màu như Thanos luôn á, xám đẹp. Nuôi tốt quá em. Dạ. Đó. Nhỏ nhưng mà có vỏ. Nuôi rất là tốt các bạn ha. Cái nào mập ú à, lột da đều. Cái nào bản gai cũng tốt. Gai mũi kìa, gai mũi kìa. Ôi gai mũi cao quá trời luôn. Còn nhỏ xíu mà lên gai mũi rồi. Gai yếm cũng to nữa các bạn ha. Đó. Gai mũi, gai yếm gì cũng to hết. Ôi chuyến đi này chất lượng quá, gặp toàn hàng đẹp xuống sang rồi Tân đồ cũng hàng đẹp đẹp không à. Quá hay. Ở dưới này là mấy bé. Dạ, mấy bé 2 bồ á. 2 bô. Dạ. Đó. 2 bô. Dưới này cũng 2 bô. Dạ, 2 bô. Có bé đó là hét 2 bô. Này hét 2 bô nè. Con này là con red tegu, lát mình sẽ tới nó. Rồi con này mặc ú nè các bạn. Cái này là ruby là 2 bồ thôi. 2 bồ thôi hả? Còn nó mập lắm. Mập ú luôn. Yếm đẹp kìa. Đó. Đây. Bản gai rất là tốt. Quậy nha con. Sung nha. Bản gai rất là tốt ha. Gai mũi à. Này đực hay cái mà bụng đã ra. Đực anh. Rồi đực mà tướng này body sọt luôn. Phô bông địa. Phô bông địa đúng rồi. Quá đẹp luôn. Sung. Con này nuôi tới mùa tới là phối cũng được luôn rồi. Dạ. Ở dưới này là một bé tê nè các bạn. Tê cái anh. Tê này tê cái ha. Tê này tướng này ngon à. Dạ. Tướng này vô mùa kiếm 59 ngọt sớt. Tướng này còn mấy cái này là cái tơ anh. Cái tơ á hả? Dạ cái tơ. Ồ tơ mà bự dữ. Em nuôi baby năm ngoái lên á. Mới 1 năm mà em nuôi lên vậy luôn á hả? Dạ. Rồi. Ôi cái tơ mà nuôi tốt quá. Em ghê lắm anh à. Nuôi rất là tốt các bạn ha. Cho anh mượn xíu coi anh. Chắc em nghĩ là nó được khoảng tầm 14 tháng anh. Nó baby đầu mùa năm ngoái. Gai mũi này nọ đồ, bản gai nọ đồ rất là đẹp. Đó. Nè cũng bị tình trạng này nè, này là lột lớp vỏ trước, nó trồng lớp vỏ sau. Có nghĩa là mình phải xử lý tiếp nó. Mình phải lột ra, đúng rồi, lo phụ nó không nó thắt cổ chai á. Oh, hello em. Chào anh. Anh mới tới Nghĩa đào Iguana ha, một lát mình sẽ qua Nghĩa đào quậy một trận nữa. Mình đi lần này mình phải quậy bấy bá luôn. Gai mũi nè các bạn, gai mũi cũng còn là nguyên nè. Đó, 3 gai mũi luôn. Anh này vô mùa là, chị này vô mùa là khỏe ra. Ok. Này hai bô quá em, cái luôn. Hai bô cái anh. Cái. Trên này là một cái chuồng baby. Dạ. Này hết ha, mấy bạn hết ha. Dạ đúng anh. Hết blue rồi hết hai bồ. Blue. Hết này đẹp nè. Cái tình trạng mà dồn lên một chuồng như vậy là lý do là em đem chuồng lên cái buổi ốp chứ cái form chuẩn của em là cái xây này là khoảng tầm 5 con một chuồng. Đúng rồi. Nhiều quá nó không tốt. Đúng rồi. Mấy cái tại vì ngày mai là một cái big up của anh em An Giang cùng gọi là chung sức với nhau để xây dựng cái phong trào chó đẹp, thì quy tụ rất là nhiều anh em của các tỉnh về ha, thì đây là một trong những thành viên cốt cán của ban tổ chức đem bớt chuồng lên để cái khu vực ốp dồn lại. Chứ bình thường là nuôi một chuồng này là tầm 5 bé thôi các bạn, nó sẽ phát triển tốt, nó không có đè tranh giành vào nhau ha. Đó. Còn cái này là hai bô. Nó là con cô rồ của anh Hảo á. Cô rồ. Dạ. Nó mới về nên là chắc nó còn hơi stress. Mới về hả? Còn bé này là trend liver anh. Hai bô trend đó anh. Hai bô trend. Cái đầu nó sẽ từ từ nó sẽ chuyển tông thành màu trắng bạc anh. Con này em bắt của Hảo luôn hả? Đợt này con này là baby năm ngoái của Hồ Trùng Dương bán anh. Trùng Dương. Bán cho một bạn đó chia sẻ lại cho em. Ok. Dạ. Cái con này nó đúng rồi, sau này nó bạc trắng cái đầu của về đúng không? Đẹp. Ngầu. Cái này cái red. Cái hết ha. Cái hết ha. Dạ. Có bé này bé red nè. Red. Dạ. Bụng mấy bạn này tốt quá ha. Thấy y như có bầu luôn vậy. Tại vì lý do là tối á, tối bắt đầu khoảng tầm giờ này thì chuồng trại em rửa sạch sẽ hết, thì còn mấy cái rau thừa của mấy bé đực nè thì mấy bé cái này dọn hết. Dọn chuồng luôn hả? Dọn chuồng hết, mấy bé này dọn hết. Đây là một bé hai bô đó đẹp, ruby eye đúng không? Ruby eye. Của anh, bé này là của anh Nghiêm mới vừa gửi em hồi sáng. Dạ. Mới vừa gửi luôn. Nhìn cái mặt là biết ruby liền các bạn, ruby á, cái mặt nó đỏ hồng mà nó trắng ra. Còn dưới đây là red hả? Dạ red. Red. Hai to sung, đầu sung nè, gật đầu. Bé này là super red. Super còn red. Bé này là bé red horn. Red horn. Dạ. Này là super red nữa các bạn. Nó cũng dạng lắm anh. Rồi. Bé này, mấy bé này nói chung là nó sung nhưng mà mình tác động nó được, mình tương tác với nó được. Yểm như bánh tráng luôn. Cái bé này là cái bé mà em bữa hổm hỏi anh, nó bị cái đầu lưỡi anh, nó bị đèn cái đầu lưỡi á, em chấm bên này nó hụt vô rồi. Ok, nó hết sưng rồi, nó hết sưng nó thu vô được rồi chú nó rác. Quá ok. Nè các bạn, sẵn đây nó đu cho các bạn nào coi nè. Con đực á, con đực rất là dễ nhìn ha, những con mà lớn rồi nhìn đực cái rất là dễ đâu. Hàng gai sinh dục nè rất là to ha, từng cái nút màu trắng vậy nè. Đó, liền luôn, nhìn vô cái là biết đực cái liền, anh em nhìn vô là biết ha. Rất là khó nhầm lẫn. Đây là một bé hai bô hả? Dạ hai bô anh. Hai bô thôi. Đó, hai bô đực. Bé này thì chắc là do nó mới vừa đổi nhà anh. Em mới vừa chia sẻ là con anh, nên là bé nó hơi nhát ăn chút xíu. Nhưng mà dễ tương tác lắm. Ôi, gai mũi vẫn còn giữ được hai gai mũi. Vẫn còn giữ ra hai mũi ha. Cả hai cái bú đầu cũng phát triển rất là tốt. Đúng rồi, bé này nó hơi bén ăn nên cái bú nó hơi xẹp nè. Dạ, này vài bữa nó ăn mạnh đầu lên là ăn kè này nọ lên nó mới phát triển được cái đó. Bá luôn, mà đặc biệt là rất là ngoan ha. Ngoan. Thường đa số là em nuôi ở cái vị trí này, mấy bé này ở đây là dễ tương tác lắm. Có nghĩa là anh tương tác với nó hợp tác với mình lắm, nó không có bị dãy dụa. Nó gặp người quen nhiều quá. Thì đúng rồi. Người qua người lại rồi con nít nó gặp ra nó dạng với con người. Trời ơi, mấy bạn mà nuôi trên sân thượng á, lên chơi cái nhảy ra. Nó nhảy đung sợ luôn. Bé này là anh biết lý do tại sao mà nó không gà, nó bỏ ăn, nó về khoảng 1 tuần rồi. Là lý do chủ nuôi sân thượng à. Nó về nó vẫn còn nhát xe. Vẫn còn nhát, chưa quen, từ từ quen. Em mà để vô môi trường này là thế nào nó cũng sẽ ăn ầm à. Từ từ là thích nghi hết. Ok rồi, Igu rồi. Con này rất là đã nè. Con này rất đã, chắc cũng ít bạn thấy. Rất là bự luôn. Cái này là mai là xuất hiện trong buổi ốp luôn đúng không? Đúng anh. Đây là một bé Red Tegu ha các bạn ha. Ôi ôi, ảnh mập. Ôi đã. Béo ú nụ luôn. Béo phì rồi. Hai cái bú má của nó các bạn. Ồ, hai cái bú má của nó kìa. Đã luôn. Mấy con này để dành ôm. Ừ. Đã ha. Đã không? Trời ơi. Đã không cho em ôm á? Được không anh? Được. Vô. Nó nhồi quá anh ơi. Bi chà bá luôn kìa. Rồi cái đầu nó như tam giác. Quậy. Trên chân nó màu đỏ, đỏ bầm bầm mà nó có những cái chấm bông trắng ha, rất là đẹp. Góc đuôi chà bá. Em tắm rửa sáng giờ. Nó ỉa, em tắm rửa sáng giờ. À. Không có hôi, chồng để nó sạch sẽ. Sạch sẽ không hôi. Dễ thương. Trời ơi, ngon quá giờ chú em. Cái dòng Tegu này cái lưỡi nó giống như lưỡi rắn nha các bạn thấy không? Lưỡi nó giống tụi Monitor, Kỳ Đà đồ đó, như lưỡi rắn nha, chức năng nó ra đường ha. Đó. Cái bé này theo em biết nó thì ở ngoài tự nhiên nó dữ hơn Igu nhiều lắm. Đúng rồi, nó dữ. Rất là dữ luôn. Rất là dữ. Tấn công cực nhanh. Nó dí chạy. Đúng rồi, nó dí tấn công cực nhanh luôn. Tụi này thì nó không có leo trèo đồ, nó sống mặt đất thôi, đào hang, đào đồ thôi. Đó. À. Để nuôi được một cái xây này cũng lâu anh. Cũng mệt à. Chắc cũng phải vài năm. Vài năm. Mà nó dạng vậy nè, chơi nhiều. Chứ còn mấy con này mà nó không thuần ngộ, mình lại gần nó khè, mình không dám lại luôn á. Nghe nó khè thấy ớn ăn rồi đó. Dễ thương quá. Dễ thương không? Có nhồi bông. Tao biết thế nào tụi bay cũng dằn dò tao mà nó nói vậy. À. Quá đã luôn. Ok các bạn, bữa giờ là mình quay ở Nam Ngô Farm rồi đi thăm nhà những anh em khác. Rất là nhiều clip và rất là nhiều cái mô hình, nhưng mà đây là cái mô hình mà đưa Iguana ra ngoài đường đầu tiên ha. Tại vì đối diện thì cũng là thứ nhất, cái đây là con đường nhỏ, phía bên trong cũng không có cản trở giao thông gì lắm, rồi ngay quán cà phê của Giàu nữa đó, cho nên là Giàu tổ chức show ra luôn cho bà con xung quanh, rồi con nít đồ đi ngang rồi thấy, rồi dạng dĩ gần gũi với tất cả mọi người luôn, rất là hay các bạn ha. Đây là cái mô hình mà lần đầu tiên mình thấy luôn show Iguana ra, mà đặc biệt là các bé nó rất là dạng, đúng không? Càng cho tiếp xúc nhiều với con người là nó sẽ càng dạng dĩ hơn, nó không có sợ con người đồ này nọ đó. Ok, mát mẻ đẹp, anh em Long Xuyên là quá là vui luôn. Ok mọi người, rồi bây giờ clip này là clip thứ 3 trong ngày rồi, đi anh em Long Xuyên là phải tiếp tục hít đất để Thiện ơi, lỡ hứa là đi đâu hít đất tới đó rồi. Ok ok, mình chơi giữa đường luôn, chơi giữa đường luôn. Ok, vô xe không lên cái đồng đây luôn, em đi núi dưới có đâu hết pin rồi. Vô em đứt con chuột ra, Giàu nó đu lết không à. Rồi ok, rồi quá vui luôn em ơi, tuyệt vời luôn, anh em quá tình nghĩa luôn. Ok, hy vọng là những chia sẻ nãy giờ của anh em tụi mình giúp cho mọi người có những phút giây vui vẻ ha, sau những giờ làm việc ha. Rồi hẹn gặp lại mọi người, bye bye. Bye bye mọi người.